tiếp xúc cử tri nha, hai tay để như nè trong đã bảo rồi, chủ trương của Bộ Chính trị rồi, cái về cái vấn đề luật đặc khu Quốc hội đã hoãn rồi, thế còn biểu tình thế là cố tình quấy rối, xem xét lại có còn ai muốn đa nguyên đa đảng hay không, có còn ai đòi tự do dân, đòi đa nguyên đa đảng, đòi chống đối đảng nhà nước chính phủ nữa hay không. Thành phần nhân sự quan trọng, mây đen bao phủ toàn cầu, mặt trời tỏ sáng nước ta, cái trong này còn ai chống đảng chống nhà nước nữa không, quấy rối. Giờ phải bảo vệ kiên quyết cái con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa. Anh cứ lên như vậy xong rồi chế tạo đi cả tên lửa